chuyện mối thân giao, tiền thân Santava, không gì độc hại hơn. Câu chuyện này khi trú tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về việc tế lễ lửa thần. Câu chuyện này giống như câu chuyện trước đã kể trong tiền thân Naguta, số 144. Các tỷ kheo thấy các vị tế lễ lửa thần liền hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các vị bệnh tóc hành trì nhiều loại tà khổ hạnh, việc ấy có lợi ích gì? Bậc đạo sư đáp: Này các tỷ kheo, việc ấy không có lợi ích gì. Các bậc hiền trí thuở xưa thường tưởng rằng có lợi ích trong sự tế lễ lửa thần nên đã tế lễ lửa thần trong một thời gian dài. Sau khi thấy được việc ấy không lợi ích, liền đổ nước dập tắt lửa và lấy những cành cây dập cho tan lửa, rồi quay lưng lại không nhìn lui nữa. Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Lúc Bồ Tát được 16 tuổi, cha mẹ lấy ngọn lửa, thì Bồ Tát mới sanh nói với Bồ Tát: Này con thân, con muốn cầm lấy ngọn lửa đản sanh này, đi vào rừng và nuôi dưỡng ngọn lửa ấy, hay là học ba tập vệ đà, xây dựng gia sản và sống đời gia đình. Bồ Tát nói: Con không thích đời sống gia đình, con sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa trong rừng để được sanh lên phạm thiên giới. Bồ Tát lấy ngọn lửa đản sanh, đảnh lễ mẹ cha, rồi đi vào rừng, sống trong một chòi lá và nuôi dưỡng ngọn lửa thần. Một hôm, đi đến chỗ mời ăn, Bồ Tát nhận được bơ chín và cháo sữa, bèn đem cháo sữa về, đốt lửa lên và nghĩ: Ta sẽ đổ cháo sữa với bơ chín để cúng dường lửa thần. Bồ Tát đổ cháo sữa trên ngọn lửa, nhưng vì đổ quá nhiều dầu trên lửa, ngọn lửa bừng cháy lớn lên và thiêu luôn chòi lá. Vị Bà La Môn hoảng sợ chạy trốn, đứng ngoài xa và nói: Không nên thân giao với những kẻ ác. Nay chòi lá mà ta dựng lên một cách mệt nhọc đã bị ngọn lửa này đốt cháy. Và Bồ Tát đọc bài kệ đầu: Không gì độc hại hơn là thân với kẻ ác, được đổ vào nuôi dưỡng với bơ chín cháo sữa, ngọn lửa thiêu chòi lá, ta dựng thật khó khăn. Rồi Bồ Tát nói thêm: Ta không còn gì liên hệ với ngươi nữa, này bạn giả dối kia. Nói vậy xong, Bồ Tát lấy nước dập tắt ngọn lửa và cành cây dập tan ngọn lửa, rồi đi sâu vào trong núi tuyết. Tại đó, Ngài thấy một con hươu cái liếm mặt con sư tử, con cọp và con báo. Điều ấy khiến Bồ Tát nghĩ rằng không gì tốt hơn là thân giao với những bạn chân thật. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: Không gì tốt lành hơn thân giao bạn chân thật. Hãy xem con hươu đen, thân mật liếm mặt mày, con sư tử, con cọp, và cả con báo nữa. Nói vậy xong, Bồ Tát đi sâu vào trong núi tuyết, sống đời xuất gia của vị ẩn sĩ, chứng được các thắng trí và các thiền chứng, đến khi mạng chung, Ngài sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh là ta vậy. 163. Chuyện vua Tsushima. Tiền thân Tsushima. Hơn trăm voi toàn đen. Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về sự bố thí, tùy theo ý muốn. Tại xá về, đôi khi một gia đình cúng dường cho chúng tỷ kheo do Đức Phật lãnh đạo, đôi khi họ bố thí cho các ngoại đạo, đôi khi nhiều người hội họp thành một tổ chức chung nhau bố thí, đôi khi cùng chung một con đường, đôi khi toàn thể dân ở thành quyên góp tùy nguyện rồi bố thí. Trong trường hợp này, toàn dân trong thành quyên góp tùy nguyện, nhưng khi sắp đặt tất cả vật dụng để bố thí, họ chia thành hai phe. Một số người muốn bố thí tất cả vật dụng cho các ngoại đạo, một số người muốn bố thí cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị lãnh đạo. Vì vậy, có sự cãi giả, đệ tử các ngoại đạo binh vực các ngoại đạo, đệ tử Đức Phật binh vực chúng tỷ kheo. Khi quyết định lấy số đông, thì những người nói,
chúng tôi bố thí cho chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo, chiếm đông hơn, nên được chấp nhận. Đệ tử các ngoại đạo không thể ngăn chặn các sự bố thí cúng dường Đức Phật. Các người thị dân mời chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo. Họ tổ chức bố thí lớn trong 7 ngày, và đến ngày thứ 7, họ cúng dường tất cả các vật dụng. Bậc đạo sư nói lời tùy hỷ công đức, rồi Ngài chỉ dạy cho đại chúng về các quả tu chứng. Tại Tinh Xá Kỳ Viên, vào buổi chiều, các tỷ kheo hội họp tại Chánh Pháp Đường và nói lên câu chuyện này. Thưa các hiền giả, đệ tử các ngoại đạo cố gắng ngăn chặn sự cúng dường Đức Phật, nhưng họ không thể ngăn chặn. Tất cả vật dụng bố thí ấy đều được đặt dưới gót chân của Đức Phật. Ôi, vĩ đại thay là sức mạnh của Đức Phật. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông họp tại đây và đang bàn vấn đề gì? Khi được trả lời vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ngoại đạo mới cố gắng ngăn chặn sự bố thí cho ta. Thuở xưa họ đã cố gắng như vậy rồi, nhưng các vật dụng bố thí trong tất cả trường hợp rồi cũng được đặt dưới gót chân của ta. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa có một thời vua Sushima trị vì ở Ba La Nại, lúc bấy giờ Bồ Tát nhập mẫu thai một nữ Bà La Môn là vợ của vị cố vấn tế tự cho vua. Khi Bồ Tát lên 16 tuổi, người cha mệnh chung. Khi còn sống, người cha là vị chủ trì hội lễ voi. Tất cả những đồ trang bị trang sức cho các con voi đi dự hội đều thuộc sở hữu người cha. Nhờ vậy, sau ngày hội lễ voi, người cha thu hoạch được 10 triệu đồng tiền vàng. Lúc bấy giờ, hội lễ voi đã đến, các Bà La Môn đi yết kiến vua và thưa: Tâu đại vương, lễ voi năm nay đã đến, chúng ta cần phải chuẩn bị tổ chức lễ cho thật tốt. Nay con trai của vị Bà La Môn cố vấn tế lễ còn quá trẻ, lại không biết ba tập Vệ Đà và không biết tượng kinh, những vấn đề kiến thức liên hệ đến voi, hãy để cho chúng thần tổ chức hội lễ voi. Vua chấp thuận việc này, các Bà La Môn nghĩ, chúng ta không cho người con của vị cố vấn tế tự tổ chức lễ voi, chính chúng ta đứng ra tổ chức, chúng ta sẽ thu được nhiều tiền. Họ hoan hỷ đi ra. Còn 4 ngày nữa, sẽ đến ngày lễ hội. Mẹ Bồ Tát được tin, suy nghĩ. Suốt 7 đời truyền thống gia đình chúng ta đã tổ chức hội lễ voi. Truyền thống này sẽ chấm dứt ở gia đình chúng ta, và tài sản sẽ bị tổn giảm. Vì vậy, bà mẹ buồn sầu và gào khóc. Bồ Tát hỏi, vì sao mẹ khóc? Và khi nghe rõ lý do, Bồ Tát nói, thưa mẹ, con sẽ tổ chức lễ hội voi. Bà mẹ nói, này con thân, con không biết ba tập Vệ Đà, lại không biết tượng kinh, làm sao con có thể tổ chức hội lễ được? Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức hội lễ voi? Này con thân, còn 4 ngày nữa. Thưa mẹ, các sư trưởng thuộc lòng ba tập Vệ Đà và tượng kinh sống ở đâu? Này con thân, sư trưởng có tiếng nhiều phương, đang sống ở Takashila, tại nước Ganhara, cách xa khoảng 2.000 dặm. Thưa mẹ, con sẽ không để hủy hoại truyền thống của gia đình chúng ta. Trong một ngày, con sẽ đi đến Takashila. Trong một đêm, con sẽ học xong ba tập Vệ Đà và tượng kinh. Ngày sau, con sẽ trở về, và đến ngày thứ tư, con sẽ tổ chức hội lễ voi. Mẹ chớ có khóc nữa. Với những lời này, Bồ Tát an ủi mẹ. Sau khi ăn xong, sáng sớm hôm sau, Bồ Tát ra đi một mình. Chỉ trong một ngày, đi đến Takashila, Bồ Tát cảnh lễ vị sư trưởng. Sư trưởng hỏi Bồ Tát, này con thân, con từ đâu đến? Thưa sư trưởng, con từ Ba La Nại đến. Vì mục đích gì? Vì mục đích học tập ba tập Vệ Đà và tượng kinh từ sư trưởng. Lành thay, này con thân, ta sẽ dạy cho con. Bồ Tát thưa, thưa sư trưởng, con có công việc khẩn cấp. Bồ Tát báo cho sư trưởng biết mọi việc và thưa, trong một ngày, con đã đi 2.000 dặm đến đây. Hãy cho con cơ hội học một đêm nay. Đến ngày thứ ba, sẽ là ngày lễ hội voi rồi. Con sẽ học tất cả qua một bài thôi. Sau khi thưa vậy, Bồ Tát được sư trưởng bằng lòng, liền rửa đôi chân sư trưởng,
rồi đặt 1.000 đồng tiền vàng, đảnh lễ sư trưởng và ngồi xuống một bên. Bồ Tát chăm chú học thuộc lòng cho đến lúc sạng đông, đã xong 3 tập vệ đà và tượng kinh, rồi hỏi, thưa sư trưởng, có gì khác nữa không? Khi được trả lời, này con thân, không có gì khác, tất cả đã xong. Bồ Tát muốn sửa cách dạy của sư trưởng liền nói, thưa sư trưởng, trong quyển sách này, câu kệ ấy đến quá trễ, câu này đọc sai, từ nay về sau, thầy phải dạy đệ tử thế này. Sau khi sửa sai xong, Bồ Tát ăn thật sớm, đảnh lễ bậc sư trưởng và trong một ngày, đi về Ba La Nại, đảnh lễ bà mẹ. Bà mẹ hỏi, này con thân, con đã học nghề xong chưa? Bồ Tát thưa, con đã học xong. Và Bồ Tát làm cho bà mẹ vui lòng. Ngày hôm sau, ngày hội lễ voi được sửa soạn, khoảng 100 con voi được đem ra sắp hàng. Mọi thứ trang sức bằng vàng, cờ xí cũng bằng vàng, tất cả được bao phủ với một lưới bằng vàng mịn. Cả sân chầu ở cung điện vua cũng được trang hoàng tuyệt đẹp. Các bà la môn nghĩ, chúng ta sẽ cử hành lễ voi, tất cả đều được trang sức tốt đẹp. Vua Sushina trang sức rất lộng lẫy rực rỡ ngự đến, và truyền cho đem theo các vật dụng làm lễ. Còn Bồ Tát trang sức như một hoàng tử, với hội chúng của mình dây quanh, đi đến vua và thưa. Tâu Đại Vương, có đúng sự thật chăng, ngài chấm dứt truyền thống gia đình chúng thần, và cho các bà la môn khác, tổ chức hội lễ voi, và cho họ các thứ trang sức, trang bị của voi. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu. Hơn 100 voi toàn đen, với những ngà trắng bạch, bao phủ với lưới vàng, thần đều cúng Đại Vương. Hỡi vua Sushina, có phải ngài đã nói, ngài có nhớ đến chăng, quyền lợi tổ tiên thần? Vua Sushina nghe lời Bồ Tát, liền thốt lên bài kệ thứ hai. Hơn 100 voi toàn đen, với những ngà trắng bạch, bao phủ với lưới vàng, đều thuộc sở hữu ta. Ta nói, này thanh niên, ta cho khanh, ta thật có nhớ đến, quyền lợi tổ tiên khanh. Rồi Bồ Tát thưa với vua, thưa Đại Vương, nếu Đại Vương nhớ đến truyền thống của chúng thần, vì sao ngài bỏ thần một bên và giao cho người khác tổ chức hội lễ voi? Này khanh thân, ta được báo cáo khanh không biết 3 tập vệ đà và tượng kinh, nên ta cho các bà la môn khác tổ chức lễ hội voi. Vậy Tâu Đại Vương, nếu một vị nào giữa các bà la môn ấy có thể đọc lên một phần của 3 tập vệ đà và tượng kinh với thần, xin hãy đứng lên. Trong toàn cõi Diêm Phù Đề, không một ai khác trừ thần có thể biết 3 tập vệ đà và tượng kinh để tổ chức hội lễ voi. Như vậy, Bồ Tát rống lên, tiếng rống con sư tử, đáp lời vua. Không một bà la môn nào có thể đứng dậy để địch lại Bồ Tát. Sau khi đòi lại truyền thống gia đình của mình, Bồ Tát liền tổ chức hội lễ voi, rồi mang theo nhiều tài sản và đi về trú xứ của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Sau bài thuyết giảng, một số tỷ kheo đắc quả dự lưu, một số đắc quả nhất lai, một số đắc quả bất lai, một số đắc quả A-la-hán. Và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, bà mẹ là Mahamaya, người cha là Tịnh Phạn Dương, Suddhodana, vua Sushima là Ananda, vị sư trưởng có danh tiếng khắp nơi là Xá Lợi Phất, Sariputta, và thanh niên bà La Môn là ta vậy. 164. Chuyện chim diều hâu, tiền thân Giriha. Diều hâu thấy xác chết. Câu chuyện này khi ở tại